Ô gạo nhiều hả? Dạ, cho gạo không? Cô bác cho. Rồi đứa kia xin thêm nữa. Cho xin thêm mình chắc nguyên một nhà luôn. Dạ. Ô dữ hả? Không dám bán sợ đói. Bán sợ đói? Dạ. Chắc gạo đầy nhà vì bán sợ đói hả? Dạ. Ôi trời. Có nước cứ cho mẹ con nằm thí ra. Dám những phật rồi cứ ngộ. Cái tường này nó ghê dạ cô? Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì tiếp tục theo cái hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, để tìm về một cái hoàn cảnh của hai mẹ con. Cô này thì đi ăn xin, và Bùi Hồ được biết thì trong cái ngôi nhà mục nát này thì một người mẹ và người con đi ăn xin để mưu sinh qua ngày. Thì để biết được như thế nào, chắc Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đến đây thì lúc nãy thì có gặp cô, thì cô nhốt một cái con chó ngoài sau ơi. Nhốt bà. Bà chủ nhà ra, bà chủ luôn. Dạ. Cái chiếc đây có một cái chiếc xe. Và đi đồ lũ khủ hết à. Cô ơi. Cô. Ô nhà có một cái giường mà. Có một cái giường mới nè. Cô bật đèn lên con được không? Dạ được. Nó có tủ đồ. Nhà cô có mấy người cô hả? Dạ ba mẹ con giờ ngõ đi bỏ nhà đi rồi cậu. Còn có hai mẹ con ở nhà cậu. Ừ. Dạ. Cô là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, không bao nhiêu tuổi không biết. Tôi hình á cậu. Còn nghe anh này. Con. Con tuổi con cọp á. Ừ. Dạ. Mà không biết tuổi, không biết gì hết á. Ừ. Dạ. Chồng cô đâu? Dạ mất rồi. À. Anh mất lâu rồi, bỏ mẹ con tôi. Dạ. Cô bác cũng giúp đỡ cho gạo ăn. Cái này là cái gì đây cô hả? Dạ, gạo. Ô gạo nhiều hả? Dạ. Phải cho gạo không? Cô bác cho. Rồi đi kia xin thêm nữa. Cho dạ. Xin thêm mình chắc nguyên một nhà luôn. Dạ. Ô dữ hả? Không dám bán sợ đói. Bán sợ đói? Dạ. Chắc gạo đầy nhà vì bán sợ đói hả? Dạ. Ôi trời. Có nước cứ cho mẹ con nằm thí ra. Dám những phật rồi cứ ngộ. Cái tường này nó ghê dạ cô? Dạ, nước trơn. Nước trơn hả? Trời ơi. Dạ. Nó xé ra làm đôi luôn cô bác quý anh chị ghê dạ. Cái nhà này là cô tự cất hay sao? Xã cho. Xã ngoại. Ba nó có công cách mạng á. Ừ. Dạ cho. Còn cái giường này ai mua cho cô? Dạ người ta cho. Ta cho luôn. Ta thương ta cho á. Ta cho luôn. Dạ. Hằng ngày cái công việc của cô với lại anh làm gì? Dạ không có nói giấu gì, đi tình thiệt, đi sinh nuôi con, mẹ con sống rồi khi ở quân đẳng á cũng thương, có cá ăn người ta cũng thương, tôi đem cho cá mắm ăn. Cô bác bằng đảnh cũng thương. Dạ ở đây ai cũng thương hết trơn á. Còn cái tủ này nè cô hả? Dạ ai cũng cho hết trơn á. Dạ hư cho ở trong cái lỗ á. Phải thấy vậy chứ. Ờ. Dạ cho. Ở dưới này là gạch, ở dưới này dạ. Là nó chưa có hả? Dạ nó hư hết trơn á cậu. Nhà cô con thấy lúc nãy con thấy ở ngoài được còn được, nhưng mà phần to này nó có dột không? Nó dột hết trơn á cậu ơi. Mẹ con đem ngủ lấy tấm mũ tre lên đậy lên. Tấm mũ đâu? Tấm mũ của cô đâu? Đó tấm mũ tre lên đó. Đâu cho con coi với. Đó. Lấy cái đồ lấy lên lại cho bắt hai con cậu con coi coi. Thật nó thấy con có dấu. Đó tấm mũ đó đó tre lên rồi lấy tấm mũ đậy lại cho nó nhớ nhẹ mình bên chân á. Yeah. Trời, tượng bên đó xé trơn luôn rồi. Okay. Cô dẫn con ra ngoài sao với? Dạ, dẫn cậu hai con. Sáng nay là cô có đi xin không? Dạ, nghỉ ở nhà. Cô bác mấy cậu kêu ở nhà đi, đừng đi. Cô nhà thấp quá. Hồi quá. Ủa sao nhà của mình bề bộn như cô? Dạ,
ta cho mà chưa có dọn được, không có chỗ nào để trơn á. Cái nào mình không sử dụng mình bỏ bớt đi. Dạ, người ta cho không á. Cái này là gì đây? Sách người ta cũng cho nữa. Ừ, ủa sao nhà cô con thấy nó lạ lạ ta? Dạ. Nó có nghĩa là người ta cho dạ. Người ta cho cô cái này để làm gì? Nó coi có cách cái gì ở phòng bếp này nè. Ai cho mà sắt, ai cho sắt này của cô? Ở trong cũng đẳng hết. Dạ. Cô nhốt chó lại hả? Dạ, sợ nó mà sợ nó sổ á. Ôi sao nó hôi quá. Dọn dẹp ôi ôi nó bứt dây ra không cô nhỉ? Thôi 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 anh. Không sao đâu. Không sao đâu. Gặp mình sủa ghê quá. Chết à. Tường ở đây nó xé hết hơn hả cô hả? Dạ. Rồi cô năm nay không biết nhiêu tuổi luôn. Dạ không biết tuổi. Ừ. Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? Em tuổi rồi. Không biết nhiêu tuổi luôn. Dạ. Anh có vợ con gì không? Chưa. Chưa. Muốn có vợ không? Không. Rồi đi vô đi. Trời ơi trời. Sao mấy miếng tôn này cô không bỏ ngoài đi nè? Dạ, để ngoài rồi. Nhưng mà sao lại đóng cửa nó hư rồi đó. Cái nhà của cô con thấy sao mà nó bề bộn sao á? Ừ. Cô bác anh chị thì một số người á thì nói là này, cái cửa mở dưới này có một cái lỗ như thế này nè. Dạ. Do trạng thái thần kinh không ổn định á. Trời ơi. Nhà cô là gạo là nhiều nhất á. Dạ, cô bác em đợi cho nó rồi đi xin thêm nữa. Hôm nay cô ăn cơm với gì vậy? Dạ, ăn cơm với cá, cá cha, cá cho. Ồ. Dạ, cá cha. Ồ, sao gì cũng cho được vậy? Dạ, cũng thương mà. Mình đâu có lần cô bác đâu. Cô sống ở đây không mít lòng với ai được hả? Dạ, chị em đang thật, cũng thương cho nó. Ồ, anh nồi cá nè. Ở bên này con cách ra. Cảm giác nè. Quần áo này lũ khủ ở đây luôn nè. Đốt bỏ. Đau quá đau rồi. Trời ơi. Dạ, em cảm đi cậu. Mỗi một bịch gạo như thế này là 5-10kg vậy? Dạ. 10kg gạo hãy qua. Cái giường này người ta cho cô hồi nào? Dạ, cho hôm nay lâu rồi. Lâu là bao lâu rồi? Một tháng. Ngủ ngon không con? Hôm trước cái trước khi có cái giường này là cô cái giường cậu kia ở trong ở ngoài ngoại cậu cho hư rồi mới mà ở ngoài cho nữa. Cái phần tôn này là nó bị dột hả? Dạ, dột bên chỗ này. Bên nó cái phần này thì về chắc có lẽ là nó dột thật. Nó dột. Tường thì bên đây cái vách này nó bị nứt, bị xé ra. Dạ. Nhà của này cô cất bao lâu rồi? Không biết nữa, mấy ổng cho á. Cho? Dạ, cho không, ở xã. Cho. Toàn dạ. Nhà cửa cái gì cũng cho hết luôn. Dạ, rồi cô lâu tới tháng lãnh tiền thằng nhỏ nào được 405.000. Anh này bị sao lãnh tiền? Nó bị cha nó đó. Cha lãnh tiền con á, lãnh tiền cha nó. Ừ, con hiểu rồi. Một coi cha. Một coi cha. Dạ. Còn cô có lãnh tiền không? Dạ không, có cho gạo ăn. Có tháng lâu cho gạo ăn. Sống qua ngày rồi. Đây là cái phần sập nhất là cái giường này á. Giường dạ. Này chắc mới nè. Dạ. Còn đây là đồ đạc lũ cũ đây nè. Dạ, nửa thạng đốt hết luôn. Đây tượng Phật Quan Âm. Cô dạ. Tối có thường thắp nhang không? Dạ, tối có đốt nhang thật đủ. Con thấy là đóng màn nhện hết kìa. Dạ, chưa có đâu, bị bệnh đó. Ôi trời. Cái cột này mà cô để cái cột chì trên đó hả? Dạ, không có, biết sao giờ, có không có nền ông, để thí vậy đó, mượn người ta làm giùm đó. Trời ơi. Có biết làm gì đâu. Cái nhà của cô á, nó phải dọn sạch lại. Chứ bây giờ con thấy nó ẩm thấp, nó hôi quá. Dạ. Dọn lại cho sạch sẽ. Dạ. Dạ. Chồng của cô mất bao nhiêu năm rồi? Dạ lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm, cô ở đó giờ luôn. Ở đây nuôi con á. Chứ còn cái người chị đâu? Người em. Người chị, người em ở bên bển trơn rồi. Còn có mình về đây, mấy ông chơi về đây ở. Ừ, dạ. Con sống. Cô không biết mình nhiêu tuổi luôn. Dạ không. Biết tuổi hình á. Cô biết chị biết tuổi thành thôi. Dạ. Cái tủ này cô đựng nhiều quá, nào không xài cô dẹp bớt, dạ. Dọn bớt đi. Dạ, nó dọn. Rồi xong rồi dọn dẹp, đốt hết.
Cô có ước muốn gì không cô ạ? Dạ, muốn một cái nhà ở cho ấm cúng. Bây giờ có cái nhà rồi nè. Dạ. Con thấy có nhà rồi. Có nhà nước cho ngủ một đêm mẹ con ngủ không được. Sợ nhiễm thật hoài giấy cho đụng sập đi không có nhà ở. Mẹ con mà coi cái nọ cậu ơi, khổ quá. Dạ. Mới giấu đi sinh nuôi con không có phá gì cả. Cô bác cân á. Cô bác cho người 2.000, 5.000 quen cô bác cũng giúp đỡ về ăn á, không có phá gì cô bác trơn á. Giờ mơ ước được cái nhà cho rộng rãi mẹ con sống. Dạ. Cũng không bỏ, ai cũng đi, ai cũng giúp đỡ cho tôi trơn á, cũng thương. Cô cái xe này là làm gì đây cô? Cô ra đây con với. Đồ đạc của cô á, mình thấy là Bùi Hồ cảm thấy là tất cả cái gì mà cô gom về được là cô cứ gom về nhà hết à? Dạ, bỏ ổn quá à. Đem về cái tài thùng này mẹ con đi sinh rồi gặp mẫu chai kiếm bỏ vô, tại bán mẫu ăn mua cá mắm mua nước đá uống xong có gì hết á. Cái này là đẩy người con lên đây. Dạ, đẩy cô lên đây rồi con cứ chạy chở đi. Con cô chở cô. Dạ. Chả nổi không? Nổi. Ừ. Bữa nay nghỉ ở nhà cũng nghe lời cậu cũng ở nhà nghỉ. Dạ. Đợt xe này ai chế cho cô ấy? Mua, nói ngay tình thiệt mua. Chứ không có giấu tiếng. Cái nào nói thì mua thì mua. Xe này cô mua nhiêu? Mua 1 triệu á, mà nhỏ em nó bán. Dạ. Dạ, bán lận mà chở mẹ con đi kiếm đồ mũ. Còn xe này là xe gì cô? Xe đặt mua nữa, có 500 mà không có tiền nữa. Nghiệp đã xuống dưới chị em cho mượn 500 mua chiếc xe. Mà bị bệnh nè rồi không có chạy được. Cô bệnh gì? Nó huyết áp đồ á, bệnh hoạn rồi xương khớp á. Ờ cô, dạ. Con thấy cô là thở trong thờ Quan Âm, ở đây cũng thờ dạ, Quan Âm nữa hả? Thờ mẹ rồi cho ấm cúng trong nhà, trong cửa. Ừ. Chứ không có gì hết đó cậu ơi, chị em, anh em là trơn. Cái cô thờ đây một cái tượng Quan Âm nữa, dạ. Cô bác của anh chị thờ chỗ ấm cúng cô nói vậy á. Dạ. Cô sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, chị mấy cái Tết đó, chị em ở đây nè, bán quán cũng thương em đồ á, thương tôi á. Cũng che cái chạy cắt cái nhà rồi tội nghiệp che cái chạy rồi cho tôi ở, tôi vô trống tôi ngủ. Đâu? Xong, che ở đây nè, che cái lấy tấm mũ tội nghiệp áp che lên cho tôi mà ngủ mẹ con, vợ chồng, con cái cấp ổng còn sống á. Rồi rồi che đây mẹ con, vợ chồng ở, rồi xong rồi cắt cái nhà này rồi đi vô đây ở. Có nghĩa là trước đây cô ở một cái miếng bạc cô che lại, dạ. Rồi sau này nhà nước người ta cất cho cô cái nhà, dạ, rồi cô ở, rồi dạ. Cất lên rồi ông mất rồi. Dạ. Ồ. Cô không có nói dốc nữa. Sao cô lại gom những cái chai nước này cô không bán đi? Bán cũng từ từng người ở bán cũng mua cá ăn ngặt nó không đủ. Mất ngày cô xin được nhiêu tiền? Khi được 200.000, khi được 100, khi được 50. Cô bác ở bển nó Thanh Bình nó cũng thương. Anh chở mẹ anh hả? Kêu anh chở sao đó anh để chở em coi với. Lấy ra đi con. Thử coi con xem thử coi. Chở được không? Ngày là anh chở từ mấy giờ đến mấy giờ? 12 giờ về. 12 giờ về hả? Dạ. Ê. Dạ. Mày biết gì vậy? Ở dưới tao lại tao cho con nè. Đưa đi đi. Rồi. Rồi đâu chở sao đâu con? À con ngồi lên đó đó hả? Dạ. Chạy cho con chạy. Chạy cho cậu hai con. À con thấy rồi, thôi được rồi, đẩy vô được rồi, chở nặng anh nữa. Mình đi nè. Chở. Ở đây là giống như là một cái đường mà ở trong đồng á cô bác của anh chị. Thì vô đây thì vòng ở đây thì thấy cũng khá là nhiều nhà khi mà cặp những cái con kênh như thế này nè. Cái nhà của cô thì ở trên đó nó bị dạ, ở dưới trong đó cũng đẹp cũng ngấy hết. Dạ, nứt ở trên cái mái trên đó luôn kìa. Mình thương vậy. Thôi vô nhà đi con. Dạ.
Rồi hôm nay thì con đến đây được sự giới thiệu của cô bác quý anh chị á, thì con đến thăm gia đình của mình. Dạ. Đó. Rồi thôi thì gia đình của mình cố gắng nha. Rồi hôm nào có dịp thì con sẽ quay trở lại nha cô nha. Dạ. Rồi con chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Cô gạo cũng còn nhiều mà cô gắng nấu có gạo có cơm đâu mà. Dạ. Chỉ còn cái phần nhà thôi. Dạ. Dạ. Bye bye anh nha. Dạ. Rồi cô bác quý anh chị thì Bùi Hộ cũng xin chào cô bác quý anh chị luôn nha.